Để tham gia cuộc thi đấu trường toán học VOEdu, các em truy cập đúng vào trang web vo.edu.vn. Sau đó bấm vào phần đăng nhập, rồi điền thông tin đăng nhập mà giáo viên nhà trường đã cung cấp. Sau khi đăng nhập xong các em bấm vào phần đấu trường rồi vào đấu trường khu vực. Rồi bấm tham gia ngay, tiếp tục chọn tham gia ở phần đấu trường. Tiếp tục bấm tham gia ở phần sơ loại. Ở trận một các em bấm tham gia ngay để vào thi đấu.